chiếc xe buýt này đang di chuyển bỗng nhiên bị một đám giang hồ mạng chặn đường. Ban đầu chúng chỉ muốn đi nhờ mà không trả tiền, nhưng khi nhìn thấy một cựu chiến binh ngồi trên xe, chúng lại buông lời trêu ghẹo. Thời buổi này rồi mà ông còn đeo mấy cái huy chương vớ vẩn này hay sao? Để tôi lấy mang treo ở chuồng xí nhé. Mặc dù rất tức giận trước hành động vô đạo đức của đám lưu manh, nhưng không ai dám làm gì vì chúng quá đông và nguy hiểm. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp chịu không nổi nữa đành đứng lên ngăn cản bọn chúng. Ai ngờ tên mùm lông đầu nhiều tóc giống lão sếp tôi lại nổi thú tính tiến lại chỗ cô gái định giở trò đê tiện. Cô gái sợ hãi vội gọi cầu cứu. Anh chàng tân binh ngồi gần đó định hỗ trợ, nhưng vừa đứng lên liền bị đồng bọn của tên chọc đánh ngã. Chúng còn dùng dao khống chế một tân binh khác, may mà dám cử động thì con dao này sẽ cắm thẳng vào họng. Vào lúc đám lưu manh tưởng đã kiểm soát được cục diện thì đột nhiên người tân binh bị khống chế bằng dao vùng dậy đánh cho lũ giang hồ lên bờ xuống ruộng. Cứ thằng nào xông đến là được anh đi đường quyền không trượt phát nào. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, anh đã dạy cho đám trẻ danh biết thế nào là hậu quả của việc dám sỉ nhục cựu chiến binh Liên Xô. Và anh chàng tân binh ấy chính là viên phi công anh hùng Oleg Peskov, người đã khiến cho Tổng thống Putin phải điều động toàn bộ lực lượng quân đội từ mặt đất, trên biển lẫn trên không chỉ để giải cứu một mình anh. Và sự kiện này hoàn toàn có thật. Năm 2015, khi ấy Oleg đã được 45 tuổi và đang phục vụ cho không quân Liên bang Nga. Anh được một người bạn cũ mời về làm phi công lái máy bay dân sự với mức lương 500.000 rúp một tháng, khoảng 150 triệu Việt Nam đồng. Đây là một số tiền khá lớn có thể giúp anh chăn lo cho vợ con. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe người bạn nói những lời chủ ý coi thường quân đội, anh liền từ chối và bảo rằng tôi không chỉ phục vụ cho quân đội Nga, mà tôi còn phục vụ cho sự an toàn của toàn thể người dân. Sau khi trở về doanh trại, Oleg nhận được tin tức Bộ Quốc phòng đang tuyển tình nguyện viên tham gia nhiệm vụ ở chiến trường Syria. Bởi vì trước đó vài ngày, một nhóm khủng bố được cầm đầu bởi Al-Hawzani đã công khai hành quyết 5 đặc nhiệm Alpha của Nga trên sóng trực tiếp. Chúng còn tổ chức ăn mừng như vừa được mùa. Điều này đã khiến Tổng thống Putin không thể khoan nhượng được nữa. Ông hạ lệnh cho quân đội phải bắt sống tên trùm Al-Awrari và tiễn toàn bộ đám khủng bố lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Khi ấy, Oleg không nằm trong danh sách được chọn sang chiến đấu ở Syria bởi vì chỉ huy không muốn mất một sĩ quan huấn luyện giỏi. Tuy nhiên, anh nói rằng một sĩ quan huấn luyện nếu không dám chiến đấu nơi xa trường thì làm sao học viên có thể nghe lời mình. Thế là viên chỉ huy đành phải đồng ý cho anh tham gia. Mỗi kíp lái chiến đấu cơ Su-24 gồm 2 phi công và người đồng đội có nhiệm vụ làm hoa tiêu cho Oleg chính là Konstantin. Sau khi biết được chồng mình đăng ký chiến đấu ở Syria, nóc nhà của Oleg nổi trận lôi đình trách mắng chồng như tát nước vào mặt. Anh qua đó chẳng may hy sinh rồi vợ con anh ở nhà sẽ ra sao? Anh làm việc trong quân đội ít khi nào về nhà, em đã không nói gì rồi. Lúc này Oleg chỉ biết xin lỗi vợ. Anh nói rằng mình đã từng thề sẽ bảo vệ và chiến đấu cho đất nước này. Những người đồng đội của anh vừa ngã xuống nên anh không thể để cái chết của họ trở nên vô nghĩa được. Thấu hiểu được nỗi lòng của chồng nên người vợ cũng không trách móc nữa. Trước ngày Oleg lên đường, cô còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chúc mừng dành cho anh và những người lính khác. Chẳng biết họ có thể trở về được hay không, nhưng họ sẽ là những anh hùng bất tử. Ngày 16 tháng 11 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Alpha của Nga đột kích vào một căn biệt thự bỏ hoang ở Syria. Họ có nhiệm vụ bắt sống tên trùm khủng bố Al-Hawzani. Các thành viên trong nhóm điều khiển một máy bay do thám không người lái để theo dõi hành động của bọn khủng bố từ trên cao. Ngay sau đó, Al-Hawzani với bộ lông mồn như rừng rậm Amazon xuất hiện. Đội trưởng ra lệnh cho nhóm truy bắt gồm 4 thành viên lẻn vào bên trong biệt thự để bắt sống trùm khủng bố. 7 người còn lại ở bên ngoài đề phòng bất chắc khi có sự cố xảy ra. Lúc này đội truy bắt đã vào được bên trong tòa nhà. Khi ấy Al-Hawzani không muốn trả tiền cho các diễn viên đóng giả vụ chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học nên ra lệnh giết chết bọn họ bịt đầu mối. Tiếng súng bất ngờ vang lên khiến đội truy bắt phải ngồi xuống cảnh giác. Các thành viên trong nhóm muốn ra tay giải cứu các nạn nhân nhưng nhìn từ trên cao xuống thì họ đã chết hết. Thế là cả đội lại tiếp tục tiến hành kế hoạch bắt giữ như ban đầu. Đúng lúc này đội Alpha mai phục trên sườn đồi phát hiện có một đoàn xe đang đi về phía khu biệt thự. Chúng là lính đánh thuê Mỹ do tên chó săn cầm đầu đến để làm ăn với trùm khủng bố Al-Hawzani. Để nhiệm vụ có thể thành công, đội trưởng quyết định đánh chặn cho săn từ xa. Quân đội Nga lập tức xách tên lửa chống tăng ra bắn khiến con xe dẫn đầu đoàn Santo 360 độ trên không rồi rơi xuống nát bét. Đám lính đánh thuê bị tấn công bất ngờ lập tức nhảy xuống xe đáp trả. Rất nhanh một cuộc đấu súng dữ dội đã xảy ra. Đám khủng bố nhận được yêu cầu chi viện liền xách vũ khí chạy tới hỗ trợ nhóm lính đánh thuê Mỹ, nhưng vừa lú đầu ra đã bị đội bắn tỉa Nga tiễn về miền Tây Thiên Cực nhọc. Phía bên kia đội Alpha vẫn đang chiến đấu quyết liệt để cầm chân kẻ địch, thấy bọn chúng dùng ô tô làm bia đỡ, quân Nga lập tức dùng rocket 1 giờ thổi bay cả đám. Thấy đồng bọn rụng như lá mùa thu, chó săn liền ra lệnh chia thành hai hướng xông lên tạo thế gọng kìm. Phía bên kia Al-Hawzani nhanh chóng rút lui dưới sự bảo vệ của đám đàn em. Ai ngờ lại bị đội truy bắt phục kích, chỉ với vài thao tác cơ bản họ đã xử gọn đám đàn em và bắt sống tên trùm khủng bố. Sau đó họ kéo Al-Hawzani như kéo một con chó đến điểm sơ tán. Những tên khủng bố muốn cứu đại ca đều bị lính bắn tỉa Nga cho nằm đắp chiếu ngay ngắn.
Bên kia, lính đánh thuê Mỹ đã leo được lên sườn đồi trực tiếp giao tranh với đội Alpha. Thấy vậy, đội Alpha đang chốt chặn ở nơi khác liền xác định tọa độ của địch rồi dùng súng phóng lựu tấn công. Kết quả đám lính đánh thuê Mỹ bị nổ banh xác. Bên này, nhóm truy bắt cõng Al-Hawzani trên lưng rồi leo lên đồi dưới sự yểm hộ của đồng đội. Đương nhiên chẳng có tên khủng bố nào dám nổ súng bắn thẳng vào người ông trùm cả. Nhờ vậy mà họ mới có thể an toàn xách cổ Al-Hawzani ném vào thùng xe bán tải rồi rút lui khỏi hiện trường. Ngay sau đó, đội trưởng lập tức liên lạc với không quân Nga để ném bom căn cứ của bọn khủng bố. Rất nhanh, một chiếc tiêm kích ném bom Su-24 được ra lệnh xuất kích. Phi công phóng với tốc độ bàn thờ 2.320 km/h đủ sức khiến các báo thủ đường phố khóc ra tiếng mán. Tới nơi, vài quả bom nhẹ nhàng được thả xuống biến căn cứ của bọn khủng bố thành bình địa. Vài ngày sau, các nhân viên của Cục Tình báo Nga đã hack thành công vào điện thoại của Al-Hawzani. Tên khốn này muốn gửi tên lửa đa năng và vũ khí hóa học đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, hai máy bay Su-24 lập tức cất cánh khỏi căn cứ để tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, họ không biết rằng mình đã mắc phải bẫy của đám khủng bố. Sau khi nhận được tin từ người bán dưa rằng Su-24 đã cất cánh, tên chó săn liền hạ lệnh cho đàn em lái xe chở tên lửa đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này, đội đặc nhiệm Alpha đã gửi tọa độ của chiếc xe đến các máy bay chiến đấu. Họ nhấn mạnh với các phi công rằng không được vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khi thực hiện nhiệm vụ ném bom để tránh gặp rắc rối. Vì vậy, một chiếc Su-24 đã quay trở về căn cứ. Lúc này, Trung tá Oley cùng với Hoa tiêu Konstantin rất nhanh đã khóa được mục tiêu. Họ phóng hai quả tên lửa không đối đất được dẫn đường bằng laser về phía kẻ địch và thành công tiêu diệt được chúng. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếc Su-24 lập tức quay đầu rút lui. Họ không ngờ rằng mình lại bị một chiếc tiêm kích F-16 phục kích từ phía sau. Nó phóng tên lửa không đối không nhắm thẳng về phía chiếc Su-24. Vì đây là máy bay ném bom không được trang bị hệ thống chiến đấu nên Oley chỉ còn cách thả bẫy nhiệt để đánh lừa tên lửa của đối phương. Thế nhưng chiếc F-16 lại tiếp tục phóng thêm quả tên lửa thứ hai. Lần này nó đã bắn trúng vào đuôi chiếc Su-24 khiến máy bay bốc cháy ngay lập tức. Hai phi công buộc phải nhảy dù để thoát mạng. Không ngờ những tên khủng bố trên mặt đất lại điên cuồng xả súng vào hai người họ. Kết quả Oley bị trúng đạn, anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Đám khủng bố vây quanh thi thể của Oley điên cuồng nhảy múa chúc mừng thắng lợi. Chúng không biết rằng hành động này sẽ khiến chúng nhận một cái kết không thể nào đáng hơn. Bên kia, Hoa tiêu Konstantin hạ cánh an toàn dưới mặt đất. Thấy đám khủng bố tổ chức vây bắt, anh liền bỏ chạy chờ cứu viện. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã biết tin chiến đấu cơ Su-24 đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi và hai viên phi công hy sinh. Trong buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói rằng ông đã biết đây là một âm mưu được lên kế hoạch từ trước. Vì vậy, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm các phi công. Nếu kẻ nào dám cản đường thì tôi sẽ trồng nấm ở nhà kẻ đó. Ngoài lực lượng Alpha ra thì ở Nga còn có một lực lượng khác vô cùng thần bí và dũng mãnh. Họ được cho là giỏi nhất trong những kẻ giỏi nhất, đó chính là đội phản ứng nhanh SSO. Một khi Nga đã sử dụng lực lượng này thì đám khủng bố xác định đào huyệt sẵn đi là vừa. Rất nhanh, đội SSO lên đường đến hiện trường vụ tai nạn để giải cứu. Khi đó, Konstantin đã liên lạc được với lực lượng phản ứng nhanh qua bộ đàm, nhưng không ngờ bộ đàm của phi công Oley lại rơi vào tay bọn khủng bố. Do đó, vị trí của phi công sống sót đã bị bại lộ, sau khi biết vẫn còn một viên phi công sống sót. Tổng thống Nga Putin hạ lệnh tất tay chơi khô máu, nếu đất nước nào dám ngăn cản thì xóa sổ luôn không cần nói nhiều. Thế là toàn bộ quân đội Nga bắt đầu chiến dịch giải cứu. Đầu tiên, không quân cử hai chiến chiến đấu cơ Su-27 và hai chiếc trực thăng K-52 để chuẩn bị không kích. Khinh hạm Đô đốc Essen Lớp Project 11.356 cũng được điều đến biển Địa Trung Hải. Nó có nhiệm vụ ngăn chặn tàu ngầm nước ngoài tìm cách can thiệp. Bên này, lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để giải cứu phi công. Đám khủng bố vẫn hí hửng cười mà không hề biết rằng tử thần đang đến gần. Hắn còn tuyên bố rằng bắt được phi công sẽ lập tức tiêu diệt. Chó săn nghe thấy vậy thì câm nín toàn tập. Dù biết rằng đối đầu với quân đội Nga sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Vào lúc nhóm lính đánh thuê và đám khủng bố sắp phát hiện ra Konstantin đang trốn dưới mỏm đá, hai chiếc trực thăng Mi-8 đã có mặt kịp thời nổ súng tấn công bọn chúng. Viên phi công thấy vậy liền nhảy xuống sườn đồi thoát thân, kẻ địch phát hiện ra anh liền nổ súng điên cuồng. May mắn Konstantin chỉ bị thương ở chân nên chưa nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, một chiếc Mi-8 đã bị trúng đạn bốc khói, phi công đành phải hạ cánh dưới sự yểm hộ của một chiếc máy bay khác. Nhưng vừa mới đáp xuống đất đã bị đám khủng bố lao tới tấn công ác liệt. Thấy vậy, các thành viên trong đội lập tức nhảy khỏi máy bay chống trả lại bọn chúng. Rất nhanh đã có một người lính bị thương trong cuộc đấu súng kinh hoàng này. Anh nằm gục xuống đất và được đồng đội hỗ trợ kéo lên chiếc trực thăng còn lại để sơ tán. Lúc này, đội SSO cũng đã tiếp cận được kẻ địch. Dưới sự yểm hộ của máy bay không người lái, bọn họ tổ chức tấn công bất ngờ tiêu diệt các phần tử khủng bố. Xin là xin vĩnh biệt các cụ. Cuối cùng, Konstantin đã được lực lượng đặc nhiệm Syria tìm thấy và đưa về điểm sơ tán. Nhưng chưa đi được bao xa thì bị đám lính đánh thuê Mỹ phục kích. Tuy nhiên, chúng rất nhanh đã được tay lính bắn tỉa của đội SSO tiễn lên bàn thờ. Thấy vậy, đám đánh thuê vội vàng trèo lên xe định bỏ chạy. Ai ngờ hai chiếc trực thăng K-52 xuất hiện phóng tên lửa trực tiếp nướng mọi bọn chúng, khi toàn bộ lực lượng phản ứng nhanh đã rút khỏi chiến trường.
Sở chỉ huy liền ra lệnh tấn công tổng lực vào các căn cứ của đám khủng bố Syria. Màn mưa sao băng tuyệt đẹp này chính thức biến lũ khủng bố thành cát bụi. Đây là bộ phim dựa trên một sự kiện có thật. Khi ấy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sợ bị trả đũa nên phải bỏ ra 2 tỷ đô mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 để Nga nguôi giận. Phi công Konstantin được trao tặng huân chương vinh dự, còn Trung tá Oley được truy tặng huân chương anh hùng. Lễ tang của anh được tổ chức theo nghi thức quân đội và có hơn 10.000 người tham dự. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà!